vừa qua tại hà nội bộ giáo dục và đào tạo phối hợp với ban tuyên giáo trung ương bộ thông tin và truyền thông cùng hội nhà báo việt nam tổ chức lễ trao giải báo chí toàn quốc vì sự nghiệp giáo dục việt nam đây là năm thứ ba giải thưởng này được tổ chức nhằm tôn vinh các tác giả có tác phẩm xuất sắc về sự nghiệp giáo dục và đào tạo của nước nhà. Theo hội đồng giám khảo, chất lượng các tác phẩm dự thi năm nay khá tốt, phản ánh đậm nét về đời sống giáo dục và bám sát các vấn đề thời sự của ngành giáo dục. Từ hơn 700 tác phẩm dự thi, ban tổ chức đã trao giải cho 50 tác phẩm xuất sắc nhất, trong đó có 4 giải nhất, 8 giải nhì, 12 giải ba và 26 giải khuyến khích giải đặc biệt thuộc về tác phẩm lễ khai giảng xúc động trên đỉnh ngọc linh của tác giả thái bá dũng